không thể sở hữu cầu thủ đang tỏa sáng cho màu áo Arsenal dù mới gia nhập câu lạc bộ thành London ở hè năm ngoái. Daniel Wright đã thi đấu cả 36 trận ở Premier League tính tới thời điểm hiện tại. Nhờ sự xuất sắc của Wright, Arsenal đang tái lập cuộc đua vô cùng kịch tính với Man City. Tính ra, Wright có 7 bàn và có 10 kiến tạo cho Arsenal sau 49 trận trên mọi đấu trường. Mới nhất, tiền vệ này đã được ban tổ chức Premier đưa vào danh sách đề cử cho giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Trước trận MU với Arsenal ở vòng 37 Premier League khi hỏi được về huấn luyện viên Erik Ten Hag đã khẳng định tiền vệ người Anh rất phù hợp với MU. Chắc chắn là như thế. Daniel Rai là cầu thủ chất lượng, cậu ta hoàn toàn phù hợp nếu rời sân Old Trafford. Man U hiện ra xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng và đang cố gắng cạnh tranh một suất dự phòng of Europa League. Và huấn luyện viên Ten khẳng định sẽ tung ra đội hình tốt nhất để có thể đánh bại Arsenal và nuôi hy vọng. Vị chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh ở một trận đấu chúng tôi đều muốn giành chiến thắng. Tất nhiên chúng tôi còn trận đấu rất quan trọng là chung kết FA Cup vào cuối tháng 5 này. Nhưng chúng tôi muốn các cầu thủ tập trung cho trận đấu tới tôi sẽ chọn đội hình tốt nhất cho chủ nhật tuần này để giành chiến thắng trước Arsenal. Hiện tại, Arsenal là một những đội bóng mạnh nhất. Chúng tôi đều hiểu rằng mình phải thể hiện đẳng cấp tốt nhất để giành kết quả tốt. Bên cạnh đó, Ten Hag cũng tiết lộ tiền vệ Mason Mount lại phải chịu thêm một chấn thương khác, khiến anh lỡ hiện với cuộc đấu Arsenal vào cuối tuần này. Mount vừa dính chấn thương mới nên không thể ra sân. Lúc sau cũng vừa gặp vấn đề trong quá trình phục hồi. Lisandro Martinez Cậu ấy rất muốn thi đấu. Tuy nhiên, cậu ấy mong được chơi trước Arsenal, nhưng chúng tôi sẽ không mạo hiểm. Bản thân tôi chưa bao giờ đánh cược thể lực của các học trò.